qua tỉnh. Thôi có ướt không nhỉ Quy? Không. Mười sáu giờ chiều bữa nay hình như mưa không ạ? Điều chắc chắn hay là mưa lớn không ạ? Năm giờ một phút mà mai mưa để tưới kiện cho nó mát phải không ạ? Tưới hết ruộng không ướt nhau nhạt không ạ? Nhưng mà có hết đi đâu được rồi, ở nhà mình thân này dạ. Có khô thì cái làm cũng không phụ được. Mưa lớn nữa. Về cái nền nha, ướt không ạ? Nắng rồi, cái nền nó khô. Nền thì hay là khô không ạ?
không bữa nay ruột ướt nhem nhạt, chắc ngày lên cho lượng nước không mày, theo mày.